Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh quai vạc. Có hai loại bánh quai vạc, đấy chính là bánh quai vạc nhân mặn và bánh quai vạc nhân ngọt. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh quai vạc nhân ngọt, nhân đậu xanh nhé các bạn. Nguyên liệu để làm món bánh quai vạc này thì gồm có: đầu tiên là phần nhân 120g đậu xanh. Nếu có dừa tươi nạo sợi thì các bạn dùng thêm 100g dừa tươi nạo sợi, 60-80g đường cát trắng. Tùy theo sở thích ăn ngọt mà các bạn điều chỉnh lượng đường, 10ml dầu ăn. Đối với phần bột vỏ thì gồm có 200g bột mì, 40g đường, 40g dầu ăn, một chút muối, 100g nước. Phần bột ruột thì gồm có 120g bột mì, 50g dầu ăn. Và các bạn chuẩn bị thêm cho mình một quả trứng gà dùng để quét lên trên mặt bánh. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên đậu xanh thì các bạn rửa sạch, sau đấy ngâm với nước trong khoảng chừng 3 đến 4 tiếng cho đậu xanh nở ra. Đậu xanh ở đây thì mình đã ngâm nở sẵn rồi, bây giờ mình sẽ rửa sạch và nấu chín. Mình cho nước vào ngang với mặt đậu, cho vào cùng với đậu một chút xíu muối. Mình sẽ đun cho đậu chín mềm. Trong quá trình đợi đậu xanh chín thì mình sẽ làm phần bột. Đầu tiên phần bột vỏ, mình cho vào tô 200g bột mì. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại bột mì nào đều được. Mình cho đường vào cùng trộn với bột mì, 40g đường, khoảng 1g muối, mình trộn đều. Sau đó mình cho 40g dầu ăn vào, trộn cùng. Nếu muốn bánh ngon hơn, các bạn có thể thay dầu ăn bằng bơ. Mình cho từ từ 100ml nước vào cùng với bột và trộn đều. Mình sẽ nhồi qua bột. Các bạn có thể sử dụng máy để các bạn đánh cũng được. Các bạn nhồi cho bột mịn dẻo là được. Giờ mình sẽ cho bột vào trong tô, bọc bột lại và mình để ủ bột trong khoảng thời gian 30 phút. Tiếp theo mình làm đến phần bột ruột. Mình cho vào tô 120g bột mì và 50g dầu ăn. Mình trộn đều. Tất nhiên là có bơ thì nó sẽ ngon hơn nhé các bạn. Mình làm như thế này thì để cho những bạn không mua được bơ, các bạn cũng có thể làm được món bánh này. Các bạn có điều kiện thì các bạn thay dầu ăn bằng bơ. Phần bột ruột rất là tơi và mịn này. Phần bột ruột các bạn chỉ cần nhào qua thôi, gom được thành khối như thế này là được. Giờ mình sẽ bọc lại và mình cũng để ủ trong khoảng thời gian 30 phút. Phần đậu xanh lúc này cũng đã chín mềm rồi các bạn ạ. Các bạn có thể tán nhuyễn đậu xanh ra, hoặc là các bạn cho vào trong máy xay sinh tố để xay nhỏ cũng được. Mình có máy xay, mình cho vào máy xay mình xay cho nhanh nhé. Mình cho vào cùng với đậu xanh một chút nước để xay cho dễ. Đậu xanh sau khi đã xay nhỏ rồi thì mình sẽ cho ra chảo. Mình cho vào cùng với đậu xanh 10ml dầu ăn, 60-80g đường tùy theo sở thích của các bạn. Và mình sẽ xiên đậu xanh. Các bạn xên giống như là mình xên nhân bánh trung thu ấy. Nhưng mà cái
Phần nhân bánh này thì chúng ta không cần phải xên kỹ như là nhân bánh trung thu. Các bạn xên cho nhân sệt như thế này là được. Nếu mà dùng thêm dừa tươi nạo sợi thì các bạn cho dừa tươi nạo sợi vào xên cùng với phần nhân đậu xanh nhé. Phần nhân đậu xanh của mình như thế này được rồi, mình tắt bếp. Và để cho phần nhân đậu xanh này nguội. Nãy giờ mình ủ bột cũng được 30 phút rồi, giờ mình sẽ lấy bột ra. Mình nhào lại bột. Bột lúc này rất là mềm và rất là dẻo. Và ủ bột xong bột rất là mềm. Đây các bạn nhìn này. Giờ thì mình sẽ chia bột ra thành các cái viên có trọng lượng là 20 đến 25 gram. Nhỏ nhỏ như thế này thôi các bạn. Sau đấy mình vo tròn lại. Chia bột rồi thì mình sẽ đậy bột lại để cho bột không bị khô. Tương tự đối với phần bột ruột thì mình cũng sẽ chia nhỏ. Mình có 16 phần vỏ nên mình cũng sẽ chia phần bột ruột này ra làm 16 phần. Ở đây thì mình có 170 gram bột, mình sẽ chia ra làm 16 phần, mỗi phần bột khoảng 11 gram. Phần nhân đậu xanh mình cũng đã chia thành các viên nhỏ có trọng lượng khoảng 20 gram. Bây giờ mình sẽ tạo hình bánh nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy một phần bột vỏ. Mình cán mỏng ra. Các bạn không cần cán mỏng quá nhé. Sau đấy mình sẽ cho phần bột ruột vào giữa. Mình gói phần bột này lại. Các bạn túm chặt mép bột. Sau đấy ấn dẹp bột ra. Và mình cán mỏng. Các bạn cán lên, cán từ giữa lên trên, từ giữa xuống dưới, nhẹ nhàng. Cán mỏng bột ra thì mình sẽ cuộn bột lại. Sau đó mình ấn dẹp bột xuống. Và tiếp tục cán bột lần hai. Cũng cán từ giữa cán xuống, từ giữa cán lên. Bột lúc này rất dễ có tách lớp nhé các bạn. Các bạn cán nhẹ nhàng. Sau đó mình tiếp tục cuộn bột lại. Mình bọc bột lại và để bột nghỉ. Mình tiếp tục làm các phần bột tiếp theo. Giờ thì phần bột nào mà các bạn nào cuộn trước thì các bạn sẽ lấy ra để làm trước nhé. Mình sẽ ấn dẹp bột ra này. Sau đó mình cán về bốn phía. Cán lên, cán xuống. Sang trái, sang phải. Cho bột thì làm mỏng ra. Cán bột xong thì mình sẽ cho phần nhân vào giữa. Mình gấp bột lại. Các bạn gấp bột lại và ấn dẹt bột xuống. Bột của mình vẫn bị tách lớp này. Sau đó mình cán mỏng cái phần bột ở ngoài rìa này. Bạc
cắn càng mỏng thì các bạn gấp mép càng dễ. Mình sẽ cắt bớt cái phần dìa này để mình làm bánh cho nó đẹp. Sau đó mình thoa một lớp nước xung quanh cái dìa bánh để mình gấp cái mép bánh vào cho nó dính. Gấp mép này, tay này ấn dẹt dẹt. Xong mép sau các bạn sẽ gấp chéo vào cái chỗ hình tam giác này. Đấy, như vậy. Đây mình quay rõ thì các bạn xem nên mình làm chậm như thế này, chứ quen tay làm cũng rất là nhanh các bạn ạ. Các bạn thấy không? Chiếc bánh rất là nét, rất là đẹp này. Tương tự gói bánh gối thì các bạn cũng gói như thế này nhé. Và đây là những chiếc bánh mà mình vừa tạo hình xong. Phần trứng gà thì mình đã tách riêng lấy phần lòng đỏ trứng. Mình sẽ đánh tan phần lòng đỏ trứng này ra. Mình cho vào một thìa cà phê nước và đánh đều. Sau đấy các bạn dùng chổi quét đều cái phần lòng đỏ trứng này lên trên mặt bánh. Đồng thời các bạn làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng chừng 10 phút. Lò của mình là lò 42 lít nên mình làm nóng ở 200 độ C. Còn nếu mà các bạn sử dụng lò nhỏ khoảng chừng 10 lít thì các bạn làm nóng lò ở nhiệt độ khoảng 120 đến 150 độ C thôi. Quét đều hỗn hợp lòng đỏ trứng rồi thì giờ mình sẽ mang bánh đi nướng. Mình cho bánh vào khay và nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng chừng 15 đến 20 phút. Sau khi nướng bánh 15 phút thì mình đã lấy bánh ra và để cho bánh nguội bớt, các bạn để quạt cho bánh nhanh nguội. Nãy giờ mình để bánh cũng được chừng 10-15 phút rồi, bánh nguội rồi. Mình sẽ quét lên trên mặt bánh một lớp lòng đỏ trứng nữa. Giờ mình sẽ cho bánh vào nướng lần 2, nướng cho đến khi bánh chín vàng đều là được. Và đây là những chiếc bánh quay vạc mà mình vừa nướng xong. Bánh rất vàng, bóng và đẹp. Bánh đang còn rất là nóng. Các bạn có thể thấy cái đường mình gấp mép nó rất là đều và rất là nét này. Bánh vàng. Vỏ ngoài thì cứng. Mình nướng tổng thời gian là 30 phút nhé các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử chiếc bánh này. Các bạn thấy phần vỏ tách lớp này. Bánh vỏ ngoài giòn ở trong rất là xốp. Đấy các bạn thấy lớp vỏ nó tách ra làm nhiều lớp. Bánh ăn rất là thơm. Có độ ngọt vừa phải. Ăn ngon lắm các bạn ạ. Nếu bạn nào mà không có lò nướng thì các bạn có thể chiên bánh lên cũng được. Vậy là mình đã cùng với các bạn hoàn thành xong món bánh quai vạc nhân đậu xanh rồi. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.